Sở hữu ô tô thì không khó, nhưng mà sở hữu ô tô mà có các option cao cấp như các mẫu xe tiền tỷ, đặc biệt là những tính năng quan trọng mà có ích cho sức khỏe, ví dụ như ghế massage, thì không phải mẫu xe nào cũng có anh em nhé. À, với những mẫu xe mà đắt tiền thì không nói làm gì. Tuy nhiên với những mẫu xe mà loanh quanh khoảng tầm dưới 1 tỷ rưỡi thì muốn ghế massage bắt buộc mình sẽ chỉ có một cách, đấy là độ ghế. Nhưng mà chia sẻ thật với anh em, độ thì nó rất là tốn kém, rất là mất thời gian, sẽ phải dỡ tung cái ghế này ra này, rồi khoét mút các kiểu. Vậy thì giải pháp ở đây là gì? Ngày hôm nay mình lên cho anh em một con gối massage mình dùng được một thời gian khá lâu rồi và phải nói cực kỳ tuyệt vời. Bây giờ thì mời anh em chúng ta cùng xem giải pháp là gì nhé. Sản phẩm mình đem đến cho anh em ngày hôm nay là cái gối đệm massage lưng đến từ Kingtech. Kingtech thì phải nói là rất nổi tiếng rồi, họ có rất nhiều các sản phẩm chăm sóc sức khỏe, ví dụ như những cái súng massage ấy, thì chắc là anh em cũng đã dùng qua rồi đúng không? Đây là một sản phẩm rất mới và nguyên hộp, đóng hộp sẽ như này anh em nhé. Đóng hộp rất là cẩn thận, đây, rất đẹp. Và nếu mà nhìn sơ qua thôi thì anh em cũng có thể rất dễ hình dung về sản phẩm này. Đầu tiên ấy, đây là cái nhân vật chính này, kết hợp sẽ là da PU cùng với lại cái chất liệu lưới như thế này, nó rất là thoáng. Những cái cục này là cục massage anh em nhá, tí mình sẽ tìm hiểu sau. Đây, có một điểm phải nói cực kỳ thông minh và rất là hữu ích trên cái mẫu sản phẩm này, đấy là việc nhà sản xuất cung cấp tới hai bộ cấp nguồn. Một là đầu tẩu như thế này 12V và sẽ cấp nguồn cho anh em khi mà sử dụng ở trên xe. Hai là cái nguồn cắm 220V và chuyển đổi thành 12V 2.5A sẽ dành cho những anh em nào mà có thể dùng kết hợp cả ở nhà. Đấy, vừa sử dụng trên xe rất là dễ dàng, vừa sử dụng tại nhà. Rồi mình sẽ tìm hiểu sơ qua đôi chút này. Với cái đệm này thì anh em thấy ở đây này, mình sẽ có tới 12 cái điểm massage và nó sẽ có những cái điểm nhiệt hồng ngoại nhá, với hai chế độ massage. 12 cái đầu này luôn, len lỏi tất cả các vị trí, đặc biệt là những khu vực như là hông này, hai bên eo này hay là vai và cổ. Phải nói là ngồi nó cực kỳ sướng anh em ạ. 12 đầu và dùng cũng rất là dễ. Đấy, nó sẽ có hai chế độ massage để cho anh em tùy chỉnh. Đồng thời là nếu anh em mà không sử dụng ấy thì nó sẽ tự tắt sau khoảng 15 phút. Đây là một trong những điểm rất là thú vị. Cái đệm massage lưng của Kingtech KC300 này, nó được thiết kế theo kiểu công thái học và nó có hai cái giải, nó bao trọn lấy cái cột sống của chúng ta, nên là khi sử dụng thì sẽ rất tuyệt vời. Để nói về cái công nghệ massage trên cái đệm massage lưng này thì nó sẽ sử dụng cái công nghệ massage shiatsu của Nhật Bản. Đây là một trong những công nghệ mà nó sẽ xoáy rất là sâu, tìm đến đúng tất cả các huyệt đạo và nó cho một cái cảm giác giống như là tay người. Một trong những cái điểm mà không phải các mẫu massage khác trên thị trường có được đâu anh em ạ. Bình thường ấy, trước đây mình hay sử dụng những cái mẫu massage khác thì nói thật là nó rất là ít đầu, nó không bao phủ toàn bộ được, mà đặc biệt ấy là nó rất là nhẹ. Nhưng chuyển qua cái hàng Kingtech này dùng thì phải nói là mình chưa có gì phải phàn nàn cả. Bây giờ thì mình sẽ lên xe và hướng dẫn anh em cụ thể cái cách cấp nguồn này, cách sử dụng và chỉnh các chế độ của cái ghế massage này như thế nào anh em nhé. Để sử dụng cái đệm massage này thì rất đơn giản anh em ạ. Chỉ việc đặt vào vị trí, có thể là ghế lái dành cho tài xế hoặc là ghế phụ dành cho hành khách. Sau đó thì chúng ta sẽ cấp cái tẩu nguồn ở đây. Đấy, đồng thời là cắm dây cấp nguồn vào đây là xong. Anh em lưu ý này, ở bên hông nó sẽ có hai cái nút bấm, một cái là nút nguồn và một cái là chuyển đổi chế độ. Đấy, cách sử dụng này, bây giờ mình chỉ cần bấm nút nguồn một lần nhá. Bấm nút nguồn một lần. Đấy, là gối nó sẽ tự động nó khởi động lên như thế này. Anh em thấy chưa? Tất cả những cái đầu mà đang có màu đỏ này chứng tỏ là cái chế độ hồng ngoại của nó đang làm việc. Dùng ấy thì nó rất là ấm lưng và nó rất phù hợp ở trong cái mùa đông này. Còn nếu trong trường hợp mà anh em muốn tắt cái hồng ngoại đi thì mình bấm lại nút nguồn một lần giúp nghĩa. Ok, đấy. Bây giờ thì hồng ngoại nó không hoạt động nữa rồi và nó sẽ không gây nóng lưng. Nhưng mà với cá nhân mình ấy thì bắt buộc làm nóng lưng nó phải có chút hồng ngoại cơ. Còn để chuyển đổi chế độ nhá thì anh em vẫn bấm vào cái nút M này giúp mình. Đấy, điều chỉnh chế độ này. Đây đang là chế độ xoay đều cả hai bên. Bây giờ mình sẽ chuyển lệch đi nhá. Đấy. Đâu. Ok, bây giờ thì ngồi lên và hưởng thụ thôi. Wow, bắt đầu thấy có hiện tượng. Ui, nó sướng anh em ạ. Thoải mái. Cái này rất là hay. Nếu mà anh em có thể sử dụng ở trên xe này, hoặc là đôi khi sử dụng nếu mà nghỉ ngơi, ngồi ghế sofa đọc sách, hoặc là ngồi ghế để mình có thể làm việc hàng ngày. Tuy nhiên có một khuyến cáo cho anh em là chỉ nên sử dụng sản phẩm này khi mà chúng ta dừng chờ nghỉ ngơi ở trên xe hoặc là đi ở giải tốc độ chậm thôi. Chứ còn nếu mà chúng ta đang di chuyển ở cái giải tốc độ nhanh ấy mà chúng ta massage như thế này thì khả năng dễ là ngủ quên lắm, bởi vì nó rất là thoải mái anh em ạ. Đây, rất sướng. Đấy, trong trường hợp nhá, nếu mà anh em không muốn sử dụng nữa này thì một là mình hãy để khoảng tầm 15 phút nó tự tắt, hai là mình bấm vào giữ nút nguồn như thế này.
thì hệ thống nó sẽ tắt đi. Ok. Và để tránh cái trường hợp nó gây bụi vào đây, hoặc là ngồi những cái đệm này nó hơi bị khó chịu, thì mình có một cái lớp khác để che phủ cái này đi anh em nhé. Đấy, và chúng ta vẫn có thể là ngồi ghế lái và sử dụng mọi thứ như bình thường. Lúc này thì những cái viên bi lăn này nó sẽ không gây đau cho lưng cho chúng ta nữa, và ngồi cũng tương đối là thoải mái anh em ạ. Đấy, đây là một trong những sản phẩm mà mình sử dụng cũng tương đối lâu rồi, và ngày hôm nay thì muốn giới thiệu đến anh em, thì anh em thử tham khảo xem như thế nào nhé. Anh chị em cảm thấy yêu thích sản phẩm này thì nhớ là phải mua chính hãng, đồng thời là nhớ truy cập vào website, hàng tháng sẽ có chương trình giveaway. Anh em mất 2 phút để tham gia thôi, sẽ có cơ hội để trúng một cái máy massage bất kỳ, hoặc trong trường hợp xấu không trúng thì vẫn có phiếu giảm giá 10% anh em nhé. Anh em nào quan tâm về sản phẩm thì truy cập trực tiếp vào đường link mình gắn phía dưới phần mô tả nhé.